Chào cả nhà, hôm nay Sắc Thảo Dược thân phát chia sẻ với cả nhà biết đến những công dụng tuyệt vời từ cây ngải đen, hay còn gọi với một cái tên khác là gừng đen. Đây là một loại cây thần dược bởi nó có những cái công dụng về phòng ngừa ung thư, điều hòa tim mạch, cải thiện các chức năng về gan, thận và tiêu hóa. Ngoài ra thì cái cây ngải đen này có tính chất kháng khuẩn, kháng nấm, giúp loại bỏ được vi khuẩn có hại trong dạ dày và đường ruột, hỗ trợ về đau bao tử dạ dày rất là tốt. Trong dân gian người ta còn hay gọi ngải đen với cái tên là nghệ tím, ngải xanh. Còn theo đông y thì ngải đen có vị cay, tính đắng, tính ôn và nó có tác dụng hành khí, phá huyết, thông kinh. Thường được dùng để chữa về đau bụng, chứng huyết ứ, hành kinh không thông, kinh nguyệt không đều. Thường thì cây ngải đen được sử dụng dưới dạng sắc uống hoặc là tán bột pha cùng với mật ong. Liều lượng dùng thì một ngày mình dùng từ 3 đến 6 gam dạng bột pha cùng với mật ong. Vào mùa này thì shop đang có ngải đen hay còn gọi là gừng đen, củ tươi và có cả ngải chống độc nữa. Cả nhà có nhu cầu muốn mua dạng củ tươi thì hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để bên trên nha. Shop còn có bán cả dạng khô và dạng bột nghiền sẵn nguyên chất cho mình có thể tiện sử dụng á cả nhà. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Mọi người có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với shop qua số điện thoại mình để ở bên trên nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.